mà người anh muốn mua phụ kiện vệ sinh thì có thể ghé vào trong shop của mình thông qua đường dẫn mà mình đã kèm ở trong phần mô tả. Sau đó các bạn kéo xuống tìm một phụ kiện vệ sinh, bấm vào xem tất cả để tìm cái sản phẩm mà các bạn muốn mua, và mình sẽ cố gắng cập nhật những cái sản phẩm mới nhất vào trong shop của mình. À, xin chào mọi người, hôm nay thì cái vlog hôm nay thì mình muốn làm một cái hồ để nuôi ốc táo đẻ, cho nên mình sẽ làm một cái video quá trình mình sẽ chuẩn bị hồ để nuôi ốc táo, mình sẽ quay cho mọi người xem. Đầu tiên thì mình cần chuẩn bị một cái thùng xốp lớn một chút, chiều cao ít nhất cũng phải là 60, tại vì ốc táo thì mọi người không có, nếu mà nuôi ốc táo đẻ thì mọi người phải để cái thành nó cao cao một chút xíu để ốc nó leo lên trên nó đẻ, chứ nó không có đẻ dưới nước. Tiếp theo là cây thủy sinh, đây hôm bữa mình vớt ở trong cái hồ xanh này của mình ra nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị một ít cây thủy sinh vô trong cái hồ này. Mọi người cùng theo dõi cái video của mình nha. Bây giờ thì mình thêm nước vào trong cái hồ này. Rồi, sau đó sau khi mình đã đổ nước thì mình đổ khoảng gần một nửa hồ, gần một nửa cái thùng xốp này. Rồi bây giờ là mình vớt cái cây thủy sinh qua. Rồi mình sẽ mình vớt cây nào mình có thể nói tên để cho mọi người, thì ai thích thì mọi người có thể tìm mua. Mấy này là bèo tây với lại bèo dâu. Mấy này mình nhiều lắm, mình không có sử dụng bèo vô trong hồ này, thành ra mình bỏ chục hết. Một số cây có thể dùng như là mấy cái cây tiểu bảo tháp này thì mình cứ thả vô, nó sống được cây nào thì nó mọc lên thì mình vẫn duy trì được cái giống, nguồn giống cho nó. Cây này là thủy cúc. Dừa xinh. Cái này hồi xưa là nó ở trong cái chậu này. Bỏ vô cái lá nào mà nó rụt thì con ốc nó cũng ăn à. Cây này người ta gọi là đại liễu. Đó, nếu mà các bạn mà trồng giàu dinh dưỡng á, nó store và nó mọc lên trên mặt nước thành lá cạn như vậy. Nhưng mà nếu mà tức là cái lá này nó vừa là lá cạn vừa là lá nước được luôn nha. Nếu mà ai mà không thích, tức là ai mà muốn trồng lá nước á, thì mọi người đây là hái những cái cành nhỏ như vậy nè. Thấy được không? Đây hái những cành nhỏ như này. Mọi người cắm vào trong cái hồ nào mà nó không có chất dinh dưỡng á thì nó sẽ mọc rất là chậm. Cây này nó y chang như là cái cây gì ta, cây lan nước á, bác sĩ tiên đó. Như vậy trồng vô cái nơi mà thiếu chất dinh dưỡng thì nó sẽ nhỏ như vậy và nó lên cái lá nước. Nếu nó lên lá cạn thì mọi người cắt tỉa đi là nó ra đọt mới rồi thành lá nước. Ở đây mình đang kiểm tra thử coi là có trứng của ốc hại hay không, để mà bỏ đi, bỏ những cái lá mà ốc hại nó đẻ trứng lên á. Đây nè, ốc con ốc hại quá trời nè đó. Thì nên bỏ đi để nó không có đẻ trứng vào trong sinh sản trong cái hồ của mình. Này trứng ốc hại nhiều lắm. Cái con ốc táo này mình nuôi chung với lại ốc sát thủ được nha mọi người, cho nên nếu như mà hồ mà có ốc hại thì có thể nuôi Helena chung đó. Ây da, này thì cúc. Đây, mọi người thấy, một cây lớn. Nói chung mình trồng hay là không, mình trồng nền hay là không nền gì thì nó vẫn sống cả. Mọi người nó cắt bớt. Đối với những cây thân dài như vậy đúng không? Mà mọi người muốn nó ra nhánh con á, ngắt bỏ đọt đi. Đó. Là từ từ mấy cái chỗ này nó sẽ lên. Thank you.
đây dục bỏ hết một đống đó. Với mình thì mình vẫn có thể nhân giống lại được từ cái đống này, mình có thể lấy những cái cành ấy mua một bao phân nền rẻ rẻ, phân Mekong rồi đó, có 40.000, xong đó là mình cắm vô, mình chờ nó lên cây mới thì mình tách riêng cây mới nè. Nhưng mà ở đây ở nhà mình thì nhiều lắm, nói chung là nhiều nhiều cây thủy sinh, giống nào cũng có hết, cho nên là cũng không cần thiết bỏ đi. Rồi sau khi mình chuẩn bị xong thì ở trong đây nó có một ít cá, có một ít cá, mình nuôi ốc không á thì con ốc nó không ăn được lăng quăng, cho nên là buộc lòng mình phải nuôi thêm một ít cá ở trong đây để nó ăn lăng quăng. Rồi mình đi lấy cái vợt bắt ít cá bỏ đây. Mình nhớ trong đây có mấy con múng, đỏ của mình. Mình vớt một ít múng đỏ. Trời. Đây là củ súng. Ây da. Này Hà Lan. Mình cần là múng đỏ, múng đỏ đâu? Múng đỏ vừa chết mất một con. Còn có 3 con múng đỏ. Bỏ 3 con múng đỏ vào đây. Kim bự vậy. Đây. À, cái mập này là Hà Lan. Đây. Nói chung là thả vô để cho nó không có ăn, để cho không có lăng quăng. Nói chung là thả một ít vô là được. Bé bóng đỏ. Rồi. Sau khi có cá vô để cho nó hạn chế được lăng quăng rồi thì mình đi lấy ốc. Ốc thì trên đây nè, cái hồ của mình đây nè. Đó, đây nè mọi người. Thấy không? Thả khoảng 5 con. 5 con thì tỷ lệ nó sẽ có con đực con cái. Đó, đây là đẻ rồi nè. Đó, để trên đây cho nó tự nở. Bây giờ mình chuyển mấy con này xuống. Xuống dưới hồ mới cho nó đẻ dưới. Hồ này mình sẽ ra ngoài ngoài kia, mình bắt thêm mấy con ngoài kia lên thả vô đây. Đây. Mình sẽ kiếm 5 con ở ngoài hồ kia của mình. Mình còn nhiều lắm. Rồi. Cứ như vậy thì mình cứ cho cá ăn thì nhưng mà nói chung là mới thả chưa quen hồ thì không nên cho ăn liền. Mình sẽ để khoảng 1 ngày. Khi nào mà cá ăn thì mình cứ cho cá ăn thì nó sẽ ăn theo cá. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài kia mình bắt thêm một ít ốc thả lên cái hồ kia. Thả lên cái hồ bảy màu để cho nó ăn thức ăn thừa, không làm dơ nước. Rồi mình sẽ cho mọi người xem. Hồi xưa là cái phi ốc kia là nó đẻ ra thì bây giờ là nó nở ra được cũng được mấy bầy á. Đây nè, mới như vậy. Trong này cũng được mấy con. Rồi. Giờ bắt khoảng 5 con ở trong đây đem qua hồ bên kia. 1 2 3 4 5. Đây, nó lên ăn cám này, nhiều không? Đó, nó lên ăn cám, nó ăn dọc 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 luôn nè, nhiều lắm. Đó. Đó.
con bự cho bá ở dưới nè. Đó, con đó là con ốc cha đó. Con đó là con ốc cha đó mọi người. Đó, xong rồi con ốc mẹ thì nó chết rồi. Con cá nó chết rồi, hồi xưa mình mua được 2 con. Đó, xong rồi giờ là mấy cái bầy con nhỏ nhỏ kia là nó đẻ ra đó. Nó đẻ ra thì 5 con ốc. 5 con ốc mà mình vừa mới tách ra để nhân giống là con của cái con bự bữa nãy á. 5 con trong đây nè. Đó là con của con bự bự trong mới nãy đó. Rồi, xong. Nói chung là một ngày làm việc hôm nay rồi. Đến đây thôi. Rồi. Giờ thì chỉ việc nuôi và chờ nó đẻ. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Thì mọi người nếu mà có thắc mắc gì á thì có thể comment ở phía dưới thì mình sẽ giải đáp cho mọi người. Mọi người nhớ cho mình một subscribe để ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Giờ xử lý cái đống cá này.